Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Nghệ An cho biết, hai người trong số 222 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản đang cách ly y tế tập trung tại Nghệ An có mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện hai trường hợp này đã được đưa vào cơ sở y tế cách ly điều trị. Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4, Nghệ An đón chuyến bay mang số hiệu VG7835 chở 222 hành khách từ sân bay Narita, Nhật Bản nhập cảnh về cảng hàng không quốc tế Vinh. 222 hành khách này là những lao động Việt Nam ở Nhật Bản, trong đó có nhiều người quê Nghệ An trở về nước để tránh dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng trở lại ở một số tỉnh lớn của Nhật Bản. Sau khi máy bay hạ cánh, tất cả số lao động Việt Nam trở về Nhật Bản này đã được khử trùng, kiểm tra khai báo y tế, sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi về tới khu cách ly tập trung phòng dịch có thu phí tại một cơ sở lưu trú trong tỉnh. Ngày 5 tháng 5, các địa phương phải hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19 của COVAX. Đây là yêu cầu của Bộ Y tế nêu ra trong hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng 16 tháng 4 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vaccine COVID-19 với ngành y tế của 63 tỉnh, thành phố. Trong thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đã hết sức nỗ lực để có vaccine phòng COVID-19 phục vụ tiêm chủng. Bộ Y tế đã phân bổ 811.200 liều vaccine của COVAX về các địa phương theo đúng tinh thần nghị quyết 21 của Chính phủ, yêu cầu các địa phương phải lập danh sách đối tượng tiêm chủng theo đúng nghị quyết 21 và cần tổ chức tiêm nhanh chóng. Tại cuộc họp Chính phủ ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương và Bộ Y tế không được phép để bất cứ liều vaccine nào phải hủy do không tổ chức tiêm được. Do đó, các địa phương không tổ chức tiêm hết, Bộ Y tế sẽ thu hồi vaccine và thông báo rộng rãi. Bên cạnh đó, hội nghị sáng nay cũng thông tin, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị đông máu và huyết khối xảy ra sau khi tiêm chủng. Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang, Đà Nẵng vừa tiếp nhận cấp cứu 32 học sinh trường tiểu học Hoa Khương 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Các em nhập viện với những dấu hiệu buồn nôn, đau đầu, khó thở, trong đó 5 trường hợp nặng phải chuyển tuyến. Từ những triệu chứng ban đầu, các bác sĩ nhận định có thể các em bị ngộ độc khí. Hiện 5 trường hợp có biểu hiện nặng đã được chuyển tuyến đến Bệnh viện Phụ sản Nhi, 13 trường hợp đang điều trị tại khoa Nhi, 6 trường hợp theo dõi tại bộ phận cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang. Có 8 trường hợp nhẹ đã được bệnh viện cho phép về nhà theo dõi. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, các em học sinh trên có mua và chơi tại một cửa hàng đồ chơi trước cổng trường. Trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Quốc hội nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.716 trường hợp vi phạm, phạt tiền 9,9 tỷ đồng, tạm giữ 34 xe ô tô, 1.260 xe mô tô, tước 915 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 626 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 5 trường hợp vi phạm quy định về ma túy. Chỉ tính riêng các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 112 trường hợp vi phạm, phạt tiền 313 triệu đồng, tước 40 giấy phép lái xe, tạm giữ 6 phương tiện. Cảnh sát đường thủy công an các đơn vị địa phương đã xử lý 240 trường hợp vi phạm, phạt tiền 247 triệu đồng. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ việc một xe container chở hàng bất ngờ nổ lốp, bốc cháy dữ dội. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 15 tháng 4, trên đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xe đầu kéo biển kiểm soát 51C63424 kéo theo semi rơ móc bị nổ lốp xe và bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe này do ông Cao Quốc Hưng, 39 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận điều khiển theo hướng quốc lộ 1A đi vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Địa điểm xảy ra cháy gần trạm thu phí cao tốc ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Rất may, tài xế xe đã kịp thời mở cửa cabin thoát ra ngoài an toàn. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cùng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt dập tắt được ngọn lửa. Tại hiện trường,
nhiều lốp sau của xe đầu kéo bị cháy, hệ thống làm lạnh và nhiều thiết bị điện của xe hỏng nặng. Trong cơn mưa lớn rạng sáng nay, mưa kèm gió lớn xuất hiện nhiều nơi trên thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều cây xanh ven đường bật gốc và tét nhánh. Một cành cây lớn trước cửa số nhà 146, Trường Chinh, phường Tân Hương Thuận, quận 12, tét nhánh đè trúng ông Nguyễn Văn Mái, sinh năm 1961, ngụ ở quận 12, khiến người này bị đa chấn thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí, quận 12. Cành cây này có chiều dài khoảng 5m, đường kính 15cm, vị trí cành cây tét nhánh cách mặt đường khoảng 7m. Trong cơn mưa sáng cùng ngày cũng làm cho nhiều cây xanh khác bị gãy đổ. Trong số đó, một cây lớn thuộc hệ cây đa có tuổi đời hơn 30, đường kính thân khoảng 1,5m đã bật gốc tại giao lộ Nguyễn Văn Quá, Trường Chinh. Cây này ngã chắn ngang đường khiến giao thông khu vực bị ùn ứ kéo dài. Hiện nhân viên cây xanh đã có mặt xử lý hiện trường. Thưa quý vị, sau Mỹ, Australia cũng tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan. Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo sẽ rút 80 quân còn lại ở Afghanistan vào tháng 9 năm nay. Từ khi tham chiến ở Afghanistan năm 2001, 41 binh sĩ Australia đã hy sinh. Nước này cũng đã triển khai binh lính tới quốc gia Trung Đông trong 20 năm tham chiến. Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh chính phủ Afghanistan và Taliban đang tiến hành các cuộc đàm phán để cố gắng đạt được một thỏa thuận chính trị nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột tại Afghanistan. Truyền thông Mỹ đưa tin một vụ xả súng nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Indianapolis khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Nhật báo Indianapolis Star dẫn một nguồn tin cảnh sát công bố vào trưa 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam cho biết nhiều nạn nhân đã được phát hiện tại văn phòng của hãng vận chuyển quốc tế FedEx gần sân bay quốc tế của thành phố Indianapolis. Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn nguồn của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho biết cảnh sát đang phải xử lý vụ việc mà trong đó có rất nhiều người bị thương. Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát, nghi can gây ra vụ xả súng đã tự sát. Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh CDC của Mỹ thông báo có khoảng 5.800 người vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 dù đã tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine ngừa COVID-19. Con số này chiếm chưa đầy 1% tổng số 77 triệu người tại Mỹ đã được tiêm chủng đủ liều vaccine. Theo CDC, tình trạng này có thể là do cơ thể người được tiêm chưa tạo được phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Trong số những người nói trên, có 74 người đã tử vong, một số có bệnh tinh chuyển biến nghiêm trọng, trong khi có 396 người phải nhập viện điều trị. CDC khẳng định trường hợp này đã được dự đoán trước vì vaccine không ngăn ngừa được 100% lây nhiễm và khi số người được tiêm tăng lên hàng chục triệu người, sẽ có thêm các ca dương tính sau khi tiêm. Tuy nhiên, con số này sẽ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số người đã được tiêm phòng. CDC khuyến cáo những cá nhân đã tiêm đủ liều vaccine cần theo dõi tình trạng cơ thể, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội để tránh lây nhiễm. Giới chức Pháp cho hay số người tử vong do COVID-19 tại nước này đã vượt mức 100.000 ca với 300 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua. Số ca tử vong một ngày trước đó là 99.805 ca. Như vậy, sau Anh và Italia, Pháp là quốc gia thứ 3 tại châu Âu có số ca tử vong do COVID-19 vượt mức 100.000. Hiện có hơn 5.900 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực, mức cao nhất kể từ mùa xuân năm ngoái và nước Pháp đang đối mặt với làn sóng thứ 3 của dịch bệnh. Chính phủ Pháp cho rằng số ca mắc và tử vong tăng nhanh là do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Anh có khả năng lây lan nhanh hơn. Triều Tiên ngày 15 tháng 4 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 109 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Đây còn được gọi là ngày Ánh Dương và là ngày lễ quốc gia lớn nhất của Triều Tiên. Đài truyền hình nhà nước KRT đã công bố những hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân và các quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tới viếng cung Thái Dương, nơi đặt thi hài của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Triều Tiên cũng tổ chức một lễ hội khiêu vũ cùng màn bắn pháo hoa tại quảng trường Kim Nhật Thành. Các hoạt động kỷ niệm năm nay được cho là có quy mô lớn hơn năm ngoái, thời điểm Triều Tiên hủy bỏ hầu hết các sự kiện lớn để phòng dịch COVID-19.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.